Vào cuối năm 2006, đầu năm 2007 thì mình bắt đầu khởi nghiệp cái công việc kinh doanh của mình. Vào thời điểm đó thì mình kiếm được rất là nhiều tiền. Và các bạn biết rằng là khi mà mình kiếm rất nhiều tiền như vậy, bản chất lúc đó mình không biết là tiền đó dùng vào đâu. Mình cũng không biết mua vàng, mình cũng không biết mua bất động sản. Mình chỉ biết công việc kinh doanh và kiếm tiền thôi. Và nhiều như vậy, mình cũng không biết gửi ngân hàng luôn các bạn. Bởi vì lúc đó mình đang rất là gà mờ, mình mới ở quê vào thành phố mà. Và tiền mình để ở trong cặp thôi. Và mình cứ xách đi xách về, xách đi xách về cái số tiền của mình kiếm được. Cho đến sau đó một thời gian sau thì mình lại kinh doanh bị thất bại. Và lúc đó mình đặt câu hỏi là gì? Tại sao cái năm đầu tiên mình kinh doanh thì mình lại rất thành công, và những năm sau đó thì mình kinh doanh thất bại? Dù lúc đó, những năm sau đó mình có kiến thức nhiều hơn, kỹ năng nhiều hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, tiền nhiều hơn, mối quan hệ nhiều hơn, nhưng tại sao lại thất bại? Thì mình mới phát hiện ra một điều đó. Trong những cái năm đầu tiên mình kinh doanh, mình chỉ làm đúng một lĩnh vực thôi. Mình tập trung vào làm đúng một thứ thì mình làm rất là tốt. Marketing tốt, bán hàng tốt, dịch vụ khách hàng tốt, mọi thứ làm tốt, nên khách hàng họ mua hàng mình rất nhiều và giúp cho công ty của mình phát triển. Nhưng sau đó khi mà mình đã có tiền đấy, có mọi thứ, thì mình bắt đầu đầu tư mở rộng cái công việc kinh doanh của mình ra những cái lĩnh vực khác. Và khi mà mình làm cùng một lúc đó là 7 cái lĩnh vực, dẫn tới đó gì? Khách hàng của mình ít hơn, dịch vụ của mình yếu hơn, tất cả mọi cái nó yếu hơn so với trước đây, và dẫn tới mình sụp đổ, mình mất toàn bộ số tiền của mình, kèm theo đó là mình thêm một cái độc nợ nữa. Và lúc đó mình cảm thấy rất là hoang mang, mình đặt câu hỏi là tại sao nó như vậy. Và sau này mình mới rút ra bài học, đó là do mình không có sự tập trung cao độ dẫn tới mình bị thất bại. Mình cũng đọc rất nhiều sách về những cái người thành công trên thế giới, mình thấy rằng là họ thành công đều do tập trung vào một lĩnh vực. Ví dụ như ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông chỉ kinh doanh về cà phê suốt cả cuộc đời, ông ta chỉ kinh doanh về cà phê, đúng không? Rồi Steve Jobs, ông ta chỉ làm về Apple, làm về công nghệ. Và Mark Zuckerberg chỉ tập trung vào Facebook. Hay là Bill Gates là ông ta chỉ tập trung vào cái công ty Microsoft. Tức là họ chỉ tập trung vào đúng một lĩnh vực và làm thật tốt nó và phát triển nó diện rộng hơn. Và sau này khi mà mình bắt đầu quay trở lại về con đường kinh doanh của mình, thì mình chỉ tập trung vào đúng một con đường, làm đúng một thứ, thì mình lại quay trở lại thành công. Và thành công nó rất bền vững và nó giúp cho mình có được cuộc sống giống như ngày hôm nay. Thế đó là cái bài học mà mình muốn chia sẻ với tất cả anh chị chúng ta. Nếu chúng ta bắt đầu con đường kinh doanh, hãy theo đuổi một con đường, theo đuổi nó tới cùng, theo đuổi cho tới khi nó đạt được thành công. Và khi có thành công rồi đó, đừng dạy đó là mở quá nhiều thứ dẫn tới chúng ta thất bại. Kể cả chúng ta thấy VinGroup khi mà chỉ tập trung làm bất động sản thì rất thành công, nhưng khi mà làm thêm VinMart, làm thêm những cái công ty khác và sau đó họ cũng phải bán đi và quay trở lại cái vị thế cốt lõi của họ, thì mới tạo ra một cái sự thành công nó lớn mạnh. Thì từ những cái người thành công đó, chúng ta có thể rút ra bài học cho mình: hãy tập trung vào một con đường, tập trung vào một lĩnh vực, tập trung vào thế mạnh của mình và cái thứ mà chúng ta có thể làm tốt nhất, chúng ta sẽ tạo nên bước đột phá. Và quan điểm của bạn như thế nào? Hãy comment dưới đoạn video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.